tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Rồi mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ, cái đó thì chờ sau bốn dưới thì có thể là em biết. Hả? Từ số đó. Trời đất ơi. Em tên là Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 29 tuổi. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Nguyên quán em thì ở Hà Nam, em sinh ra thì ở Yên Bái. Hộ khẩu thì đang ở Đắk Lắk. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên ạ. À. Quê em thì ở Hà Tĩnh, còn hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Dạ, bên kia đỡ rối hơn bên đây lọc vào rất rối. Đây có 2 chỗ, bên đó tới 4 chỗ. Dạ em dạy bên giáo dục thể chất. À vậy dạ. Hả? Mình cũng rất là xinh xắn, theo như chị Tường nhận xét là quá xinh luôn á. Đúng không quý vị? À, vậy thì tại sao mình phải cần nhờ đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nè? Dạ, em đầu tư cho công việc cũng nhiều. Thời gian em đi chơi cũng ít. Em dạy bên cái khối mầm non với tiểu học á, thì giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam ạ. À. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó năm nhất là em có quen một anh thì cũng quen được hơn một năm. Sau thì cái thời sinh viên thì cũng hay cãi nhau này kia rồi. Sau đó là chia tay và ế tới bây giờ á. Thôi mối tình nó cũng xa xôi rồi ha. Bây giờ là mình muốn có một cái gì mới rồi mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ đúng rồi. À, mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Dạ, bạn bè hay nhờ em làm chuyên gia tư vấn về tình cảm rồi là những cái khó khăn này của bạn thì làm rất là tốt. Trời ơi. Nhưng mà chuyện của mình thì em làm không tốt. Có kinh nghiệm gì không mà chia sẻ tư vấn cho người ta? Mới có một mối tình đầu có chút xíu mà là nhân viên tư vấn tình yêu. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Là em đã trải qua 3 mối tình. Thấy chưa? Ba mối tình rồi. Và mối tình cuối cùng của em là cách đây cũng 2 năm rồi. Bạn ơi, mình có cần tư vấn gì về tình yêu không? Ba mối tình của bạn ơi, mình có rút ra những cái kinh nghiệm gì mà mình chưa có giải quyết được không? Mình cần chuyên viên tư vấn không bạn? Dạ chắc cần đó chị ơi. Rồi bằng tư vấn gì bạn hỏi thử đi, bên đây ta tư vấn cho. Hỏi bên kia đi. Theo bạn nữ thì tình yêu là quan trọng nhất là điều gì ạ? Dạ theo mình thì quan trọng nhất là cái niềm tin của hai người dành cho nhau. Dạ ok. Bây giờ mình ế quá, mình muốn tư vấn cho có người yêu, hỏi bạn đi làm gì? Dạ đúng rồi, nếu mà bây giờ mình đang rất ế và mình đang rất đang muốn tìm một nửa của mình á, thì bạn có thể tư vấn cho mình cách nào nhanh nhất để tìm được một nửa của mình không? Đúng rồi. Cách nhanh nhất là làm sao bạn làm cho mình đặt niềm tin nhiều nhất vào bạn. Nếu có cơ hội cho mình với bạn hẹn hò thì mình sẽ chứng minh điều đó. Hay quá. Thì bạn trai có điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em sống tự lập từ nhỏ, công việc gia đình em làm hết. Đó ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Wow. Giữ giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì nó ok. Ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông tốn nước 2 lần nữa bạn. À, nhưng mà khi nào mà vợ mà mệt đi làm mệt hay là bệnh á thì em có thể là giặt đồ cho vợ được. Bạn nữ mình có nội trợ bếp núc gì không? Dạ em có biết nhưng mà làm chưa có được giỏi chị. Cứ về từ từ hai vợ chồng trao đổi kinh nghiệm. Dạ. À, em thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ em thích mẫu người là tầm cao 1m7, không hút thuốc. Không biết bạn nam bên đó còn hút thuốc không ạ? Không không bạn ơi. Bạn cao được mét mấy? Em cao mét 75 chứ 10. 65? Dạ. Vậy là thua rồi. Và em thích một người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình cũng như là gia đình của người phụ nữ. Ok đó em, ok rồi. Rồi. Còn em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là hiền lành, lễ phép với người lớn, biết cách cư xử và trung tình. Cái lý lịch trích ngang của bạn á, lòng vòng tới 4 tỉnh lận bây giờ. Nếu mà lấy nhau thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Có chỗ ở chưa? Dạ có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng ạ. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29, 30 tuổi rồi. Mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ, cái đó thì chờ sau 4 dưới thì có thể là em biết. Hả? Từ số đó. Trời đất ơi, đất thách đố tôi nè ha. Kích hoạt não tôi nè ha. Vậy còn được, hiểu. Được, cũng được. Chờ 4 giờ rưỡi phải không? Còn giờ em chờ anh qua coi sao vậy, dạ, thông báo liền luôn. Dạ. Tôi không gả. Tôi không gả. Không đủ chiều cao, về đi. Chị thương, không có chiều cao nhưng quan trọng cao cái đầu được rồi. Ủa sao cần chiều cao gì vậy? Dạ, tại em cũng được 1m6 rồi. Thì chiều cao hơn 5 phân rồi. Đâu cần tới 1m7 như vậy. Đây ta mang giày tất 2 lắm. Bên kia nửa mang giày cũng cao vậy. Dạ, hai bên kia là dạ. Biết nấu nướng đầy đủ, giặt giũ này kia xong hết rồi. Dạ. Mình còn yêu cầu gì nữa không? Đám cưới đám hỏi phải cần bao nhiêu tiền hay là cần lo cho mình không? Đúng rồi, nói luôn đi em, mình phải có đi. Giá chứ, mình đàn gái dạ. Mình ngon thì, mà. Em muốn người đàn ông nếu như mà sau này của em á tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. À, giao vợ hết hả? Được không em, giao vợ hết được không? À, được anh. Được. Rồi yêu cầu gì nữa? Đi đêm bắt về mấy giờ, hàng tuần phải là có nhà mấy ngày? Dạ về đêm quá thì báo cáo lại cho vợ là đi đâu về. Có quyền tắt điện thoại hay không? Nếu mà cần thiết quá tắt sau về giải thích sau mà hợp lý thì ok. Sao dễ tính vậy? Bình thường, chúng ta có chuyện người ta phải tắt rồi sao? Chuyện gì, ví dụ chuyện gì mà tắt?
thí dụ giờ họp không lẽ tắt chuông thôi chứ làm gì tắt điện thoại. Tắt luôn, rủ vô nó nhiễu sống rồi sao? Không, nhưng mà giờ giấc thì em phải nắm, ví dụ làm việc tới mấy giờ thì phải chia sẻ cái đó cho em. Em có cầm điện thoại của người bạn mình soi mói coi kiểm tra? Dạ chắc là không. Rồi mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ giải lắm em. Dạ. Vấn đề chị là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra. Không có kiểm tra trực báo tiếp nhưng thôi. Mà mình phải lén lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi, tin đàn ông là bán nó giống như cưng. Cô giáo dễ thương. Có điều gì dạ. Cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ, chị xe giùm em có hói. Chị. Hello. Thôi em chào chị Cát Tường. Cát Tường xinh quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha. Đừng có gì. Đừng có hỏi. Hỏi hả? Là em không hỏi vậy. Có, yên tâm là có mắt he, biên uống ngừa, ngang ngừa, rụng tóc. Dạ. Có cái điều nào mình không thích ở phụ nữ không? Dạ, không thích phụ nữ là lăng nhăng. Mấy người đẹp ta cũng hay lăng nhăng lắm. Không có đâu. Người ta không có cố tình nhưng mà nhiều khi xung quanh ta nhiều người đeo đuổi quá, nhiều khi nó lung lay, lung lay xíu thôi. Cũng lăng nhăng là đôi khi chỉ dùng cho một vài người đàn ông, không có dùng cho phụ nữ được. Người ta phụ nữ chung thủy lắm. Tức là người phụ nữ ở ngoài xã hội làm công việc gì thì không biết, nhưng mà khi về gia đình thì hãy là người vợ của gia đình. Nhưng mà bây giờ con. Nhưng bây giờ vợ đẹp quá, ra đường nhiều người đàn ông dòm ngó vợ mình không có lăng nhăng. Dạ, khi mà mình quen nhau thì mình tin tưởng thì đặt niềm tin thôi thì ok chị. Chắc tin không? Dạ, có ghen không? Dạ em cũng có ghen nhưng mà ít thôi chị. Có lục bóp phụ nữ kiểm tra không? Dạ không chị. Lục điện thoại? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc ạ. Chứ nhiều anh thấy bây giờ cũng là hay lục lén lén. Mỗi người có cái riêng tư mà chị, mình không lên như vậy. Bạn có cái gì riêng tư mà không có thể chia sẻ với vợ được không? Chia sẻ được hết. Chắc ha? Dạ chắc. À được, nụ cười rất là thân thiện. Tin tưởng. Nói chung là cân đối, là không hói, nhìn trí thức. Được, nói chung là đàn ông. Rồi, tôi nhận xét nhiêu đó thôi đó, còn muốn biết thêm giờ giao lưu người thân nè. Dạ, hôm nay em tới cùng với chị gái, em gái và một người bạn của em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và hai chị. Rồi, chào em. Thì em là em họ gần gũi với chị Thúy. Thực sự chị là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ và kính trọng cũng như là yêu thương. Tại vì chị vừa có rất là nhiều tài cũng như cực kỳ tâm lý và dễ thương và rất là tình cảm, quan tâm đến em út. Chị đến cái độ tuổi này rồi thì em cũng muốn là chị đi làm được một chuyện nhưng mà cũng tìm một tấm chồng đúng rồi. Yêu thương. Thì em thấy anh một người con trai sáng sủa. Cái cách mà anh nói chuyện em cảm thấy anh là một người suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Cảm ơn em. Rồi em trai, em có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ruột của em với cả chị với cả bạn em. Rồi mình nghe em gái ruột nói trước nha. Anh trai của em thì là một người rất là quan tâm tất cả mọi người. Em thấy chị thì cũng rất là dễ thương. Anh nấu ăn rất là giỏi. Nếu mà chị không biết nấu ăn thì về đã có anh giúp đỡ cái việc nấu ăn rồi. Đỡ quá, tốt quá. Dạ, tuy nhiên thì anh rất là sạch sẽ và kỹ tính. Trời ơi, làm bếp mà sạch sẽ kỹ tính luôn hả? Dạ. Kỳ tài hiếm có luôn nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho hai bên gặp nhau. Cặp đôi này hợp lý. Kéo màn. Nào, mời bạn. Mình hy vọng tràn trề lắm nha bạn trai. Bạn phải chứng tỏ năng lực nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quà tặng em. Cho anh hỏi em trước nha. Em cảm nhận với anh như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Anh thấy nhìn anh cũng lịch sự. Cũng cảm thấy là cũng dễ gần chứ không có xa. Cảm ơn em, nhưng mà hồi nãy em nói em chiều cao em đòi là 1m70. Nhưng mà anh có 1m65 thì cái đó có ok, có được không? Dạ, cái là cái yêu cầu chung thôi. Còn nếu mà cảm thấy hai người đã hợp nhau thì điều đó không quan trọng. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Nếu như mà lựa chọn người phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn với hình thức á, thì anh sẽ thiên về cái gì hơn? Thiên về vẻ đẹp tâm hồn hơn. Tại vì hình thức có thể bây giờ đẹp nhưng mà sau này nó không đẹp mãi mãi được. Tuổi xuân mình đâu có đẹp mãi được đâu. Nhưng mà mình sống với nhau là sống cả đời, sống đến già luôn. Thì cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Tại vì mình yêu thương nhau mới yêu thương, mình mới gắn bó với nhau hết cuộc đời được. Thì anh cũng cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn hãy nhìn nhau khoảng 15 giây và nói lên những cái điều gì mà mình đang suy nghĩ về tình yêu. Bắt đầu. Em xin hát đoạn được không anh? Được, hát đi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi cá cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh chiều. Mãi đây cho dù dòng đời góc bế chân trời,
Cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chị Nết ơi. Dạ em thấy bạn Nam hát rất là hay ạ. Để đáp lại tình cảm của bạn Nam thì em cũng xin hát một bài. Rồi, đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước trong đời trên lối về. Rồi. Bây giờ ngưng đi, ngưng hai người đi hát karaoke đi. Cặp đôi này là giành micro nè. Hai người đi hát karaoke được rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Nút được đâu vậy? Tìm nút đi. 3 2 1 hết thời gian. Trời ơi, làm lẹ quá vậy anh Linh. Lẹ luôn. Tôi thấy rằng trong ánh mắt các bạn lung linh rạng ngời. Và tin chắc rằng cơ hội đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu như chúng ta đi xem phim và tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nắm tay nhau một cái đi bạn. Đó. Tay hôn cô gái ấy. Hôn nha. Xin xỏ gì nữa, không lẽ tao nói hông rồi sao? Nói hông rồi sao? Không được chưa? Gần trúng rồi. Không được. Nó gần trúng mà. Phải trúng mới được. Đúng chưa? Thấy sao? Thấy tim nó đập loạn xạ rồi. Sắp nhảy ra ngoài. Chúc cho những nụ hôn sẽ nồng cháy. Chúc cho tình yêu các bạn sẽ được nảy nở sinh sôi.